Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì tình trạng học sinh cấp 2, cấp 3 trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh động cơ dưới 50 cm khối, xe biển AA, vi phạm luật an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng với các lỗi như là không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, đi dàn hàng ngang, rú ga, nẹt bô, thậm chí là có hành vi tụ tập đua xe vào ban đêm gây mất trật tự an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm răn đe, ngăn chặn các vi phạm từ gia đình cho đến nhà trường. Cuối tháng 10 năm 2021, trên tuyến quốc lộ 32 từ xã Mường Than đến xã Mường Cang liên tục xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên đi biển xe AA, tháo pô, tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm đến tính mạng và người tham gia giao thông trên đường, bức xúc trong nhân dân. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Than Uyên đã phối hợp với các lực lượng đồng loạt vào cuộc, quyết liệt xử lý. Qua đó đã phát hiện ngăn chặn thành công 52 học sinh đang chạy xe, tạm giữ 18 xe mô tô, xe biển AA, 13 gậy, 3 dao, đa số là học sinh các trường trung học phổ thông. Cháu bị lỗi tụ tập gây rối với trật tự và đua xe. Cháu lên đây cháu biết lỗi rồi. Và lần sau cháu không sẽ tái phạm nữa. Cháu sẽ cố gắng học hành hơn và nghe lời bố mẹ hơn. Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Than Uyên, hiện toàn huyện có gần 2.000 xe gắn máy biển AA dung tích dưới 50 cm khối và hơn 800 xe máy điện, chủ yếu là do học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sử dụng điều khiển. Điều đáng nói đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra khi các em điều khiển phương tiện đến đoạn đường giao nhau. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự huyện Than Uyên đã xử lý trên 100 trường hợp, thu giữ hàng chục xe gắn máy biển AA. Đội cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Đảng ủy và Ban chỉ huy công an huyện là huy động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng công an các xã, rồi là lực lượng cảnh sát hình sự công an thị trấn và xây dựng kế hoạch để tổ chức tuyên truyền đến các trường học, và hai nữa là phối kết hợp giữa các đơn vị trong việc mà tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, tập trung xử lý những cái trường hợp là đối tượng là học sinh này, điều khiển cái xe gắn máy AA. Hiện nay việc xử lý học sinh điều khiển xe gắn máy dưới 50 cm khối gặp khá nhiều khó khăn vì đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Luật quy định không xử phạt tiền nên chỉ có thể lập biên bản, tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết không tái phạm, nên chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, triệt để của các lực lượng chức năng, cần phải có sự phối hợp của gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục con em, điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật. 1.250.000 này.